Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hình nó thì rất là dễ thương, mà sao lại nói chuyện chảnh quá. Chảnh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa. Mặt hàng này nó dăm dăm, anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn. Mà trả tiền thì anh không trả. Bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thuận Nguyên, năm nay em 23 tuổi, hiện là nhân viên kế toán ạ. Em tên là Thanh Phương, năm nay em 21 tuổi, hiện là nhân viên của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm gì cứ? Dạ, về bên hóa phân tích. Trẻ quá, một đứa 23, đứa 21. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ, con lấy được 1 năm. Bây giờ mình thống nhất nhau, mình đừng xưng bằng con. Con nó kỳ lắm. Mặc dù là có thể con được rồi đó. Con nữa, nhưng mà đừng xưng con. Con tao biết tôi già. Rồi, bây giờ cái mối tình của hai em diễn ra như thế nào? Một lần là do em là lên Facebook của vợ em. Thế em thấy hình nó thì rất là dễ thương. Mà sao lại nói chuyện chảnh quá. Em thấy vợ em mới kết bạn. Qua vài lần nói chuyện thì thấy vợ rất là dễ thương. Nói chuyện vậy hả? Dạ. Rồi tiếp tục. Xong rồi em mới rủ ảnh lên trên Mỹ Tho học chung với em. Xong rồi không ngờ 2 tuần đó ảnh lên ảnh nhập học thật. Lúc mà nhập học thì em không có nhận ra ảnh. Tại vì ở trên Facebook là ảnh rất là đẹp trai, mặt thì láng như Hàn Quốc á. Gặp ảnh thì ảnh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa, mà còn ớn nữa. Chắc lẽ cái avatar đó cả 8-9 con chuột. Em thì nhìn ra, nhưng mà vợ em thì nhìn không ra em, thì không giống như trên hình lắm. Cũng lúc trên hình đó thì là còn hơi là mi nhon, nhưng mà khi nhìn trên hình thì là hơi tròn. Vậy rồi sắp lại sao? Dạ, xong rồi ảnh ngồi trước mặt con á, xong rồi ảnh cao quá, xong rồi con mới quay qua con nói với nhỏ bạn. Cái bạn á kêu tao nhìn mặt thằng này nó dâm dâm. Xong rồi hai đứa con mới chuyển đi chỗ khác ngồi. Cái ảnh mới về mới nhắn tin Facebook cho con là anh vô anh nhập học vậy đó mà em không có biết. Cuối tuần mới hẹn đi uống trà sữa, mà vô thì gọi nước, gọi trái cây. Anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn. Mà trả tiền thì anh không trả. Không trả tiền, trời ơi, em trả à? Dạ, lúc rồi con trả. Là do lúc đó đóng học phí này nọ, tiền không còn nhiều. Chỉ đủ chi trả cho vợ thôi, nên chỉ vụ rủ vợ thôi. Còn vợ thì rủ thêm 2 bạn nữa. Chi phí thì không đủ cho nên em không trả luôn. Rồi bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là em tỏ tình trước là ba bà làm người yêu của tôi nha. Em trả lời sao? Trả lời có một chữ là Cùng hai đứa quen nhau thì là tình yêu có trơn tru không? Hay là có chia tay lần nào không? Dạ, nó màu hồng hình màu đen, chia tay 1 nùi lận. Trời ơi, chia tay 1 nùi là nhiêu trời. Đâu kể một lần cái chia tay mà ấn tượng cho anh nghe đi. Hôm đó thì bạn con ngồi ở đằng trước á, mới kêu là mới thấy Nguyên nó cõng con bé Cương lớp T lên trên cầu thang. Con trời, anh đi học tin học về con chặn trước cửa kiến trúc xá lại con nói chuyện. Tức là chứ em gái nuôi thôi, bị té trật chân nên phải cõng về. Cõng giùm đúng không? Dạ, cõng giùm lên cầu thang, nhưng mà vợ mới hỏi mình giải thích nhiều nhưng mà không chịu nghe. Giận quá rồi đòi chia tay luôn. Chia tay trong bao lâu? Con chia tay xong rồi cái anh về anh nhắn tin cho con vậy nè: này cô kia, chia tay thì đòi quà. Tặng người ta nhiều không mà đòi gì nhiều không? Tặng mấy thứ vớ vẩn như là mền gối rồi 2 con gấu bông vậy thôi. Rồi cuối cùng có trả không? Dạ có, trả hết luôn. Trả hết luôn. Dạ trả hết luôn. Rồi nhận luôn rồi cũng hả? Lấy luôn. Dạ lấy luôn hả? Thôi đúng lạnh nít ha. Cứ nghĩ là chia tay thì đòi lại hết đi. Cái xong rồi phải chừng 5 giờ sáng là xách một mền chiếu gối với 2 con gấu đi mà bảo là trả cho chưa cho vợ. Để xin lỗi à. Có đồng ý không? Em có đồng ý liền không? Dạ lúc đó con đồng ý quay lại, nhưng mà phải qua phòng con là dọn dẹp phòng rồi đóng tiền học phí cho con. Rồi nó nói nghe nè, hai đứa mà làm đám cưới sớm vậy rồi ba mẹ có ưng không? Dạ lúc đầu mẹ con thì không có chịu, mẹ con phản đối ghê lắm. Anh ngồi ở đâu là mẹ con lấy chổi quét đấy đó. Vậy xong rồi anh gấp cái gì ăn mẹ cũng không gấp nữa hết á. Coi như mẹ ngưng đó. Có thái độ. Đúng rồi. Mẹ rất là khó chịu với anh. Xong rồi anh mới gọi điện thoại lên năn nỉ chị hai của con, nói là nếu như mà chị hai không giúp á thì anh ra anh nhảy cầu rạch miễu cho chị hai vừa lòng. Tự giận rồi, tự giận. Anh nhắn cho con tin nhắn là nếu như mà có còn thương á thì thắp cho cây nhang là cũng vui rồi. Ôi đó coi gì. Nhưng mà cái đó là em dọa hay là em? Một phần là dọa, nhưng mà nếu không có thì là chắc phải là thiệt luôn. Không có là thiệt luôn hả? Dạ. Ba mới kêu là thôi cưới cho quách đi, với cái kiểu này ương ương dở dở có mà chết. Đúng rồi, phải cưới thôi, cái tình yêu mấy đứa này nó bạo lực quá mà. Mệt mỏi quá. Rồi bây giờ anh hỏi nè,
Cái tuổi này cưới nhau như vậy là còn vui lắm, trẻ vui lắm không? Về có giật đồ hàng nhau không? Dành ăn nè, rồi dành mền nè, rồi dành chỗ ngủ nữa. Dạ có. Tường là đứa nào thắng? Dạ con thắng chắc đó. Luôn tôi nhìn cái hình nền là tôi biết ai thắng. Vậy thì bây giờ mình khui cái tật xấu đi. Đại hội giặt mặt đúng không? Khui giặt mặt. Anh ấy, ảnh có tính xấu không? Chồng em thì rất là nhiều tính xấu luôn. Có thể chửi em, có thể rầy em, nhay em trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ cũng vẫn còn nhay. Lèm bèm ha, lèm bèm dạ, như là... Cứ nói là em không được như thế này, em không được như thế kia, em không được ăn dụng nhiều quá. Trời ơi, ăn dụng hả? Lòi ra, lòi để từ từ. Con nít nó vậy đó, giấu đầu hở đuôi vậy đó. Nói ta mà tự lòi mình ra. Rồi tiếp luôn. Dạ rồi. Xong rồi em đi làm về là em phải tắm liền, em không được cầm điện thoại, rồi em không được chơi game, đủ thứ gì cũng em không được. Về tới là không bao giờ mà tắm liền đâu. Em đã nói rất là nhiều lần rồi, nói hoài luôn mà vẫn không chịu đi tắm. Tới khi nào mà chán cái điện thoại xong rồi mới quăng xuống. Đó giờ chuyển qua là bên đây giật mặt nè. Giành lộn vậy đó, bên đây chưa nói xong bên đây tức quá. Rồi cho bên đây nói trước. Hồi nãy có bật mí cũng có bị hớ đó. Hai cái từ ăn dụng á. Dạ. Đâu kể nghe một chim cá đi. Thì là đi qua đi lại là cứ cầm đũa gắp miếng qua lại gắp miếng gắp hoài đó, con gái nó lõm lắm chứ hả. Xào cái gì cũng vậy á, xào cái gì là nói chung là những cái gì ngon như thịt là gắp hoặc là lên, là chứ còn thịt thì ít mà rau thì nhiều, là coi như là thành xào chay đó. Dạ. Là hèn gì nhìn cái hình nền của em nó cứ ông tông ông teo như thế này rồi gì nữa. Chồng em ghen quá, tại vì ở trong công ty á là chỉ có nam thì nhiều mà chỉ có em một chị trưởng phòng là nữ thôi. Rồi ảnh nhắn hết cho mấy anh trong phòng là tránh xa giờ tôi ra không chơi chơi chung nữa. Con đi làm thấy ủa sao vô không ai nói chuyện với con hết, y như là con bị cô lập giá. Con mới hỏi xong rồi cái anh kia mới đưa tin nhắn. Xong rồi con không nói hết, con về nhà, con đi thẳng lên trên phòng nằm luôn. Xong rồi chồng con mới hỏi, có chuyện gì vậy? Xong rồi con mới kêu là, im mồm đi, đừng có để tao mất mặt ở công ty nha. Con tức quá, con bỏ qua nhà mẹ con luôn. Xong rồi cái con nghĩ là, tại vì nhiều khi hai vợ chồng con cãi lộn con quá đáng á. Xong rồi con lén con về con coi chồng con như thế nào. Con về con thấy thì chồng con ngủ rất là thoải mái, ngủ chân hình chữ V nữa. Đóng cửa lại không bước ra ngoài trời. Xong rồi anh đuổi con đi ra ngoài, xong rồi con tức quá con vô con đập cái cửa kiến, xong rồi anh mở cửa ra, xong đóng cửa lại bước ra một trận nữa. Trời ơi, ủa chồng có khóc không? Để hỏi coi chồng có khóc không, bị rồi, chồng có khóc không? Dạ không, cứ đứng cho quýnh luôn, kêu quýnh chỗ này nè, chỗ này à, chỉ cho quýnh nè. Quýnh đau không cưng? Những cái tát mà chua mặt thì đau, còn những cái mà cũng có lên gối thì là những cái đó. Rồi có vụ lên gối. Rồi sao lên gối? Lên gối á là nhờ là chân với tay nhanh nhẹn hơn thì chặn được hết, cho nên là không có bị đau về ở phần dưới người. Rồi có bao giờ khóc không? Dạ cũng tức. Có, tức ấm ức lắm. Rồi lúc mình khóc rồi nó có ngưng lại không? Nó vẫn nhào vô nó quýnh tiếp. Cũng có nhào vô quýnh tiếp hả? À? Ôi khóc dạ. Cũng không tha luôn. Dạ. Trời ơi thương quá. Cái tưởng tượng em là bao cát luôn. Trời đúng là thân trai 12 bến nước rồi. Khi quánh xong một lát á thì tới vợ ngồi lại vợ khóc. Vợ xót. Với lại em suy nghĩ là giờ vợ chồng là chỉ có người nhịn một tiếng thì mới qua chuyện, em cũng phải nhịn thôi. Em cho vợ em đánh luôn. Là xong rồi đánh sau rồi bố mẹ có biết không? Bố biết, mẹ biết luôn à. Lúc đó là bố mẹ vợ qua. Bố qua bố kêu là bây giờ hai đứa cứ ẩu đả kiểu này là không có được. Hai đứa không có hiểu nhau, cho nên bố mới khuyên là hai đứa đi tham gia chương trình Vợ Chồng Son cho cô Hồng Vân khuyên bảo là như thế nào. Trời, vậy là anh chị tin tưởng mình quá vậy. Mình cũng chút nữa thì mình cũng thấy là mình rất là vinh dự, đúng không? Trước khi mà tiếp tục cái câu chuyện với hai cháu á, thì cũng xin cảm ơn anh chị tin tưởng để gửi con em của mình tới tham dự để mà các cháu có một cái định hướng trong cái cuộc sống vợ chồng cùng với chương trình. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thôi bây giờ mình đang chút nữa cô Vân sẽ đúng có lời khuyên dành cho các bạn. Còn bây giờ anh hỏi là cái kinh tế hiện tại là hai đứa là người nào nắm? Dạ kinh tế là em nắm hết. Em nắm. Vậy chỉ cho 10 ngàn đi làm thôi. 10 ngàn rồi xài gì, ăn bánh tráng trộn quá trời. Hả? Bánh tráng trộn không ăn được nữa. Hèn chi nó ốm quá trời nè. Dạ là ảnh đi làm ở công ty gần nhà. Đi bộ qua khoảng chừng 5 phút là tới à. Mà trưa thì lại ăn ở trong công ty nữa. Nên là con cho 10 ngàn bỏ túi như vậy thôi để... Là để uống nước thôi hả? Dạ uống nước. Tại vì lúc trước tiền chồng con nắm hết.
Nhưng mà chồng con đi chơi với bạn á, tháng tiêu hết 20 triệu luôn. Con không có cho giữ tiền nữa. Nhưng mà từ ngày vợ giữ tiền thì hai đứa có dư ra không? Dạ cũng có nhưng mà ít à. Rồi bây giờ em mong muốn cái cô vợ bé bỏng này của mình sẽ có thay đổi gì? Lắng nghe em nói và không có bạo lực. Đúng là em cho đánh thiệt, nhưng mà em sức chịu đựng thì cũng có giới hạn, ít ăn dụng lại. Bây giờ tới bên em. Em chỉ mong là anh hiểu cho em, tại vì trong môi trường làm việc của em á là rất là nhiều con trai, nên là anh hiểu giùm em một xíu, đừng có ghen như vậy nữa. Thậm chí lên công ty á em rất là mất mặt. Với lại chồng em đừng có nhay em suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, nhay là em ghét, em cứ làm hoài như vậy đó. Bây giờ chị Vân nói nghe nè, cân đong đo đếm nhận xét nè, thấy bạn nam rất là chín chắn. Tất cả những cái gì nãy giờ bạn này bạn tâm sự ra là đặc trưng của một đứa con nít mà chưa trưởng thành luôn á. Cho nên là mình sẽ phải làm một bằng một cái hình thức là mình từ từ mình phải cho bạn này thấy cái trách nhiệm của bạn trong cái gia đình là cái gì, để mình phải quán xuyến trong gia đình nhỏ của mình để bạn ấy chín chắn ra. Chắc chắn là phải 1-2 năm nữa chứ không có liền được đâu. Đúng không? Ai biểu là mình lớn, là mình già dặn hơn làm gì? Đúng không? Thì giờ trước hết mình phải làm gương cái điều đó. Đó là về phía nam ha. Còn về phía của cưng, mình có một cái tài sản quý giá như thế này mình phải giữ. Cưng cứ hình dung đi, nếu như hôm mà cưng đánh chồng cưng như vậy, đánh ngược lại cưng nữa, cưng quánh lại nổi người ta hay không? Đừng bao giờ để vượt cái ngưỡng đó mà để chồng mình động thủ lại với mình là mình lộ. Chứ không ai lộ hết. Đúng không nè? Đúng không? Đó. Cho nên giờ hai đứa mới có 1 năm thôi, còn sớm lắm. Cố gắng dung hòa trong cuộc sống nè. Từ từ hãy có con. Sự nghiệp ổn định hết chín chắn rồi hãy có con. Nha. Dạ. Cảm ơn cô Hồng Nhân. Rồi. Rồi xin cảm ơn hai em.